Kính thưa quý vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh yêu quý. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến thế hệ trẻ, tương lai của đất nước. Bác căn dặn thanh niên phải không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Thấm nhuần tư tưởng của Người trong suốt chặng đường 91 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2022, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh không ngừng lớn mạnh, luôn hoàn thành xuất sắc vai trò vận động, tập hợp và đoàn kết thanh niên, cống hiến sức trẻ vì quê hương đất nước. Thanh niên là một bộ phận quan trọng của dân tộc, giường cột của quốc gia. Thanh niên có mạnh thì dân tộc mới mạnh. Trong sức mạnh của dân tộc có sức mạnh của thanh niên. Suốt chiều dài lịch sử của đất nước, thanh niên luôn nêu cao truyền thống yêu nước, anh hùng, bất khuất, hăng hái, tiên phong trên mọi lĩnh vực, có nhiều cống hiến to lớn vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc. Thanh niên chính là lớp người tinh hoa nhất của mỗi dân tộc, là sự hòa quyện của nhiệt huyết tuổi trẻ với lòng chính nghĩa và tinh thần xung kích đến cao độ. Trong công cuộc đấu tranh giải phóng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã khắc họa sâu sắc công lao của lớp lớp thanh niên nhiều thế hệ. Lịch sử mãi mãi lưu danh và tên tuổi của họ còn sống mãi với non sông đất nước. Đó là người anh hùng Lý Tự Trọng. Ngày 21 tháng 11 năm 1931, chàng trai 17 tuổi ấy trước khi lên máy chém không hề nao núng, vẫn giữ vững tinh thần cách mạng, hát vang bài quốc tế ca. Ngày 23 tháng 1 năm 1952, trên pháp trường, người con gái nhỏ bé Võ Thị Sáu vẫn giữ vững khí thế hiên ngang, nhìn thẳng vào họng súng kẻ thù, hô to: "Đà đảo thực dân Pháp, Việt Nam muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm." Đó là những chiến sĩ mang trên mình một tình yêu Tổ quốc, sẵn sàng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, góp phần vào chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, mãi mãi là niềm tự hào, là biểu tượng sáng ngời của ý chí quyết tâm và sức mạnh Việt Nam. Như Bế Văn Đàn lấy vai làm giá súng, Tô Vĩnh Diện dùng thân chèn pháo, Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai, Trần Can hiên ngang dẫn đầu tiểu đội vượt qua lô cốt để xông vào sở chỉ huy, rồi cắm cờ trên lô cốt Him Lam. Đó là hình ảnh của 10 cô gái tại ngã ba Đồng Lộc, là tượng đài về ý chí sắt đá và sự hy sinh cao cả của toàn thể lực lượng thanh niên xung phong trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, quyết tâm bảo vệ con đường ra tiền tuyến. Tại nơi được mệnh danh là đoạn đội trước ấy, vào trưa ngày 24 tháng 7 năm 1968, tiểu đội 4, đại đội 552 được lệnh san lấp hố bom ở khu vực địch vừa thả bom để nhanh chóng thông đường cho xe qua. Nhận nhiệm vụ xong, các chị đến hiện trường gấp rút triển khai công việc. Họ làm việc không ngơi tay. Ba lần các chị bị ngủ, nhưng đều giữ đất đá đứng dậy tiếp tục làm việc. Đến 16 giờ 30 phút, trận bom thứ 15 trong ngày dội xuống Đồng Lộc. Một quả bom rơi trúng vào đội hình 10 cô gái. 2 phút, rồi 5 phút trôi qua, mặt đất mù mịt. Cả trận địa lặng đi, rồi tiếng khóc vỡ òa. Các chị đã anh dũng hy sinh. Đó cũng là tinh thần của người anh hùng Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Văn Trỗi, Trần Văn Ơn, Vừa A Dính, Cù Chính Lan và hàng nghìn hàng vạn những người chiến sĩ vô danh khác. Máu đào của các liệt sĩ đã nhuộm lá cờ cách mạng càng thêm đỏ chói. Sự hy sinh của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Tiếp nối vai trò xung kích của thanh niên, tuổi trẻ trường Trung học cơ sở Nha Trang luôn đi đầu trong các hoạt động học tập, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Năm học 2021-2022, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất phức tạp, khắc phục những khó khăn,
thầy và trò trường trung học cơ sở Nha Trang luôn sôi nổi, tích cực, chủ động, đạt hiệu quả cao trong các giờ học. Sáng tạo, tự tin, bản lĩnh trong các cuộc thi. Say sưa trong các giờ học trải nghiệm. Hào hứng với các hoạt động của các câu lạc bộ. Cháy niềm đam mê với sân cỏ và trái bóng tròn. Sâu lắng qua những trang viết. Ấm tình yêu thương qua các hoạt động từ thiện. Tất cả những hoạt động đó đã góp phần tô đậm thêm truyền thống Nha Trang. Chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2022. Chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12. Nhà trường đã có nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức học cảm tình đoàn cho 90 em đội viên ưu tú, vẽ tranh về hoạt động đoàn và sáng tác biểu trưng, làm công trình thiết kế từ vật liệu tái chế, tổ chức ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn, tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hưởng ứng Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ và triển khai thực hiện chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tiếp tục thi đua, học trải nghiệm sáng tạo, sống trách nhiệm yêu thương, góp phần đưa trường trung học cơ sở Nha Trang là điểm đến tin cậy của thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.